Các bạn đã xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Tình hình Toyota Velos Cross tăng giá bán làm cho khách hàng điều đứng. Có người đã đặt cọc từ thời điểm Toyota Việt Nam mới ra mắt Velos Cross nhưng vẫn phải chấp nhận mua xe với mức giá mới. Một khách hàng ở Bà Rịa Vũng Tàu cho biết bị bắt buộc phải mua xe Velos với giá cao hơn so với thời điểm đặt cọc. Người này đã đặt cọc từ tháng 4 với cam kết từ đại lý sẽ nhận hàng vào khoảng tháng 10 đến tháng 11. Nếu không mua thì bị mất cọc. Tuy nhiên, Toyota Việt Nam thông báo tăng 10 triệu đồng cho giá bán của bộ đôi Avanza Premio và Veloz Cross. Anh khách hàng cũng được nhân viên xác nhận rằng giá bán của chiếc Veloz Cross top màu trắng ngọc trai của anh đã không còn ở mức 696 triệu đồng nữa. Khi bày tỏ sự không hài lòng và muốn rút cọc, anh mới phát hiện ra hợp đồng của mình không có điều khoản được quyền rút cọc trong trường hợp giá bán tại thời điểm ký hợp đồng cao hơn giá tại thời điểm thỏa thuận đặt mua ô tô. Còn vài tháng nữa mới tới thời điểm nhận xe. Theo như hợp đồng, giả sử đến tháng 9 giá xe tăng, sang tháng 10 lại tăng thêm nữa thì tôi vẫn phải chịu hay sao? Anh băn khoăn chia sẻ. Tương tự như anh, một khách hàng ở Bình Dương cũng khá bức xúc trước chính sách của Toyota liên quan đến đợt tăng giá lần này. Anh chia sẻ đã đặt cọc từ cuối tháng 3, thời điểm mà Veloz Cross vừa được Toyota trình làng tại thị trường Việt Nam. Hợp đồng giao kết giữa anh và đại lý xác nhận thời điểm giao xe sẽ diễn ra vào tháng 8. Do vậy, anh cũng được nhân viên thông báo tăng giá bán của mẫu xe thêm 10 triệu đồng. Khi anh thắc mắc thì được nhân viên đại lý phản hồi rằng đợt tăng giá lần này là do chính sách của hãng, chứ không phải của riêng đại lý nào. Nhân viên này cũng viện ra nhiều khoản trên hợp đồng đặt cọc giữa hai bên, trong đó ghi rõ khách hàng cam kết sẽ mua ô tô do Toyota Việt Nam cung cấp theo giá của công ty niêm yết tại thời điểm ký hợp đồng mua bán ô tô. Một phần cũng do tôi không đọc kỹ từng điều khoản trong hợp đồng, nhưng hãng tăng giá mà bắt khách hàng đã cọc từ vài tháng trước chịu thì cũng bất hợp lý. Trong khi đó, một khách hàng ở Long An cũng chia sẻ trường hợp éo le của bản thân mình khi bị đặt vào tình thế phải chịu mức tăng giá từ hãng. Anh cho biết đặt cọc với đại lý từ tháng 3 và được hẹn giao xe vào tháng 7. Tuy nhiên, đại lý báo lại xe chưa về hàng đúng như giao hẹn và xin rời lịch sang tháng 8. Lúc này cũng là thời điểm Toyota Việt Nam tăng giá bán của Velos thêm 10 triệu đồng. Đại lý báo rằng Giá bán chiếc Velos của tôi đã tăng thêm 10 triệu đồng nhưng vẫn không xác định được chính xác thời gian giao xe. May mắn hơn là một khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh khi anh có thể rút lại phần tiền đã cọc cho chiếc Velos Cross trong trường hợp hãng tăng giá bán. Anh cho biết khi đặt cọc hồi tháng 7, anh đã chấp nhận mua thêm gói phụ kiện với giá 30 triệu đồng và được đại lý xác nhận thời điểm giao xe trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 10. Tuy nhiên khi có thông tin giá xe sẽ được tăng trong tháng 8, nhiều người từng đặt cọc chờ Velos Cross mới dầm dàn tính chuyện bỏ cọc Lúc này anh mở hợp đồng ra xem thì thấy có nhiều điều khoản cho phép khách hàng rút cọc trong trường hợp giá bán tại thời điểm ký kết và hợp đồng cao hơn giá tại thời điểm thỏa thuận đặt mua ô tô. Anh cho biết điều khoản này nằm sẵn trong hợp đồng đặt cọc giữa anh và đại lý ngay từ đầu. Không biết vì sao anh em khác không có điều khoản này, có lẽ do số mình may mắn hơn, anh chia sẻ. Cho biết đang cùng gia đình cân nhắc chuyển sang mua Toyota Fortuner. Trước đó, Toyota Việt Nam đã chính thức ra thông báo tăng giá bán cho các mẫu Avanza Premium và Veloz Cross thêm 10 triệu đồng từ ngày 1 tháng 8. Sau khi điều chỉnh, giá bán mới của Toyota Veloz Cross sẽ nằm trong khoảng 658-698 triệu đồng, trong khi đó Avanza Premium sẽ được niêm yết ở mức 558 và 598 triệu đồng. Sau khi tăng giá, bộ đôi của Toyota sẽ gặp đôi chút khó khăn trước với đối thủ Mitsubishi Spander trong cùng phân khúc MPV bình dân. Hiện tại mẫu MPV 7 chỗ đang được Mitsubishi niêm yết với giá 555 và 688 triệu đồng, nghĩa là vẫn thấp hơn 3 triệu đồng so với Toyota Avanza Premio 1.5 MT và thấp hơn tới 10 triệu đồng so với Toyota Veloz Cross Top 1.5 CVT. Sau 6 tháng đầu năm, Mitsubishi đã bán được khoảng 8.084 xe Xpander, trong khi đó doanh số chung của bộ đôi Avanza Premio và Veloz đạt 5.320 xe các bạn đang xem video trên kênh thị trường ô tô xe máy chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể sắc nét và đẹp mắt rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để nhận bài thường xuyên chúc các bạn lái xe an toàn vui trẻ hạnh phúc và thành công